Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 3 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc tại thành phố Hưng Yên về một số nội dung quan trọng. Lan tỏa tinh thần tô hiệu. Làm gì để tránh lây nhiễm khi chăm sóc F0 tại nhà. Cả tỉnh vì thành phố vì cả tỉnh, để sớm đưa thành phố Hưng Yên trở thành thành phố đáng sống. Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong buổi làm việc sáng nay với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hưng Yên về phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và xây dựng nông thôn mới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Báo cáo với đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh, Thường trực Thành ủy Hưng Yên cho biết năm 2021, trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của sở ban ngành đoàn thể tỉnh, thành phố Hưng Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật là thu ngân sách đạt gần 2.300 tỷ đồng, đạt gần 220% kế hoạch tỉnh giao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 96 triệu đồng một năm. Hai tháng đầu năm 2022, thu ngân sách của thành phố đạt gần 55% dự toán tỉnh giao. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố là gần 3.600 tỷ đồng. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 được thực hiện theo đúng các quy định của luật đầu tư. Năm 2022, thành phố tập trung thực hiện một số dự án trọng điểm như tuyến đường giao thông liên xã Phú Cường, Hùng Cường, đường giao thông liên xã Hùng Nam, Liên Phương, Phương Triều, cải tạo chỉnh trang công viên Hồ Bán Nguyệt, công viên Nam Hòa. Sau khi nghe các đồng chí trong Thường trực Thành ủy báo cáo về ba nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư công và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, lãnh đạo các sở ngành, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu làm rõ thêm những việc thành phố đã làm được, những việc chưa làm được, các vướng mắc và các nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong việc thực hiện các dự án. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là sự nỗ lực sáng tạo vượt khó vươn lên của cán bộ và nhân dân thành phố cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Bốn đề xuất của thành phố cũng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời thỏa đáng. Nói về những kết quả nổi bật mà thành phố đã đạt được trong thời gian qua và những nhiệm vụ mà thành phố cần tập trung để hoàn thành từ nay đến năm 2025, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Rất là hoan nghênh thành phố trong những năm qua cũng đã đoàn kết, thống nhất, hoàn thành các cái chỉ tiêu mà của thành phố đã đề ra. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, thành phố cũng là một trong những cái địa bàn thực hiện rất nghiêm và rất là tốt theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, và không để lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng. Nhiều tháng là thành phố không có F0. Tất cả tỉnh 20 F0 thì thành phố không có. Cho đến 15 tháng 10 thì cả tỉnh được khoảng 300 F0. Thì thành phố bắt đầu mới có một trường hợp đầu tiên. Thì đấy là một cái thành tích rất cố gắng về kinh tế xã hội. Thì theo đánh giá năm 2021 thì chúng ta đã hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu. Tốc độ phát triển kinh tế là 8,1. Và thu nhập bình quân đầu người cũng rất cao đấy, 96 triệu. Thì đấy là những cái điểm nổi bật. Đi đôi với việc phát triển kinh tế xã hội thì phải quan tâm nhất đó là công tác an sinh xã hội. Ta không được phát triển được nhà đồng bộ. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 là hộ nghèo dưới 1%. Từ nay cho đến hết nhiệm kỳ thì còn rất nhiều các cái nhiệm vụ. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái phương án hoặc một cái đề án đó, cả tỉnh vì thành phố và thành phố vì cả tỉnh. Và thực sự xây dựng thành phố Hưng Yên phải là thành phố đáng sống, thực sự là phải trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, và thực sự là một điểm sáng trong toàn quốc. Đúng, chúng không? Ta có một cái tích, đó là cái tích là nhất kinh kỳ như Phú Yên. Có lẽ là không có cái thành phố nơi nào có cái này, duy nhất chỉ có Hưng Yên, mà trong Hưng Yên thì chỉ có thành phố Hưng Yên thôi. Thì ta phải thực sự xây dựng cái đó, thì phải kết hợp với lại chính các cấp chính quyền các cấp để ta tổ chức thực hiện. Tổng Bí thư có nói rằng phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, mà chỉ có các công trình văn hóa để lại thì để muôn đời sau. Thì chúng ta rất
lưu tâm, chú trọng trong việc phát triển kinh tế rồi đi đối với việc phát triển văn hóa. Đó là khôi phục khuyến cổ. Thì các dự án là chúng ta đã có hết rồi. Bây giờ chỉ có bước tiến hành thôi. Vậy thì cứ giao nhiệm vụ thành phố là tập trung chuẩn bị phương án đền bù giải phóng. Và hai là thành phố cũng phải xây dựng một cái ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng. Sau ban chỉ đạo thì có ban điều hành để ban tổ chức giải phóng mặt bằng, mà phải dùng biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt. Vì chúng ta đây là xác định là nhiệm vụ chung mà, phải làm cái này. Không thể không được. Vì các đồng chí nói rất nhiều về giải phóng mặt bằng. Đấy, tôi nói ví dụ này này. Cái đường Triệu Công Phục, nếu mà đồng chí giải phóng được thì sẵn sàng tỉnh cấp tiền cho đồng chí. Có làm mà không thì phải làm quyết liệt quyết tâm thôi. Đúng giá mà thôi. Không có hỗ trợ thi công thì thành phố mới đẹp được chứ. Không có làm sao mà đẹp được. Đấy, tôi nói ví dụ như thế. Thì các nội dung khác cũng vậy, các dự án của thành phố cũng vậy. Phải mạnh mẽ, phải quyết liệt, trên cơ sở tôn trọng luật. Thế còn các công trình trọng điểm của thành phố, dự kiến là khoảng 2025 thì bắt đầu khởi công. Còn từ giờ đến 2025 phải tiến hành các bước. Bởi vì qua rất nhiều thủ tục theo quy định của luật, là phải lựa chọn, phải quy hoạch. Xong đó quy hoạch xong là phải đấu thầu xong là giải phóng. Giải phóng thì đến thành phố và bắt đầu khởi công của nhà đầu tư. Thì dự kiến là khoảng chậm nhất là đến 2025 là khởi công. Và nhanh nhất là 2024 người ta khởi công hai công trình này. Mà hai công trình này mà thành công được thì đúng là thực sự là thành Hưng Yên là điểm đến ấy, là một thành phố đáng sống đấy. Và hai là cũng thực sự là một cái trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ đấy. À, trung tâm thành phố hiện tại bây giờ thì có một công trình trọng điểm nữa, đó là khu liên hiệp thể thao. Thì nội dung này thì trước đây thì tôi cũng đã nói là nếu thành phố hay là ban quản lý khu độc phố Hiến mà có nguồn toàn bộ giải phóng bằng thì tỉnh ưu tiên làm chủ đầu tư để làm đẩy cho nhanh. Thì hiện nay ban quản lý đại học phố Hiến họ cam kết là giải phóng toàn bộ, mà hiện nay tiền của ban họ đã chuẩn bị gần 200 tỷ chỉ để giải phóng bằng. Và tới đây sẽ trình toàn bộ cái chủ trương đầu tư cái nội dung này, ủy ban tỉnh sẽ báo cáo ban nội vụ, ban chấp hành nội dung này. Thứ hai là khi mà phát triển thành phố như thế thì dân ở đâu về, không có gì hơn đó là tập trung các khu công nghiệp sạch. Thì mới lượng dân ở các nơi khác về, ở trên các nước trên thế giới về. Thì nội dung này đã có kế hoạch, hôm qua chúng ta đã họp và thống nhất để tới thỏa thuận Bộ Công Thương để trước hết ta làm cái cụm công nghiệp trước. Sau khu công nghiệp xong, họ lắp đầy xong thì mình sẽ chuyển thành công nghệ cao. Mà Apple về thì không có gì thay đổi, họ một năm họ sẽ nộp cho thành phố lên 5.000 tỷ. Nhưng mà ít nhất là chúng ta được giải quyết công ăn việc làm, hàng trăm ngàn lao động. Thứ hai là ngân sách của thành phố cũng tăng lên. Do vậy cái xác định vai trò khi mà đến giải phóng mặt bằng không có gì thay đổi đến trong tháng 4. Tháng 4 này phải có phương án giải phóng mặt bằng. Đến tháng 5 là phải giải phóng. Và tháng 6 phải xong 200 hecta này. Khi đến đây thì thành phố phải xây dựng một cái ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của thành phố đấy. Chứ không phải để ban quản lý đâu. Ban quản lý chắc chắn không làm nổi vì cái diện tích rất là lớn, liên quan đến nhiều hộ dân. Thì chúng ta phải các cấp chính quyền vào cuộc, thậm chí cả Mặt trận Tổ quốc đi, các hội đoàn thể đi tuyên truyền vận động. Còn ở tỉnh thì rất ủng hộ đồng chí rồi. Đồng chí mà đề xuất cái gì theo phạm vi cho phép, luật cho phép thì tỉnh ủng hộ ngay. Thế còn các nội dung chỉnh trang đô thị, nghỉ hè chỗ nào hỏng nát thì phải làm. Đường xá chỗ nào nó hỏng quá, yếu quá, xấu quá thì cũng phải làm cải tạo, lập giải áp phan, mặt bằng cho nó đẹp. Hiện nay là chúng ta có 10 xã, 7 phường. Thì quan điểm của đồng chí cũng vậy thôi, cũng cố gắng là nâng xã lên phường. Phấn đấu là 100% các xã là về đích nông dân mới nâng cao. Phấn đấu là 50% hoặc là 100% là nông dân mới kiểu mẫu. Đấy, chỉ đồng chí, tùy các đồng chí. Nhưng mà phải cao hơn mức của tỉnh bình quân. Riêng trồng cây thế này thì tỉnh cũng đã có đề án rồi. Thì các đồng chí đã có kế hoạch rồi thì đồng chí nâng cao lên. Ví dụ như đồng chí bỏ ra 1 tỷ thì hỗ trợ đồng chí 1 tỷ. Với mục tiêu là phủ xanh toàn bộ thành phố. Các đồng chí phải quyết tâm xây dựng thành phố thực sự là thành phố đang sống, thực sự là một trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ và thực sự là một điểm sáng của toàn quốc. Với đấy nó mới là quyết tâm cao, mà đó mới là mục tiêu cuối cùng. Chiều ngày 2/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhưng mà xu thế này
Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin một số chuyên đề tình hình thế giới hiện nay, tác động và chính sách của Việt Nam, một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Về định hướng công tác tuyên truyền, trong tháng 3, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu báo cáo viên các đơn vị địa phương tập trung tuyên truyền các chuyên đề đã được phổ biến tại hội nghị, thực hiện công tác chỉ đạo và tổ chức lễ hội phù hợp căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nghị định của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027 tuyên truyền về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Sở Tài chính. Đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng dự buổi giám sát có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả thực hiện tiết kiệm giai đoạn từ năm 2016 đến 2021 của tỉnh Hưng Yên là gần 986 tỷ đồng. Ngoài ra đã giảm cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước do nâng mức độ tự chủ 6 đơn vị trên 115 tỷ đồng. Việc thực hiện tinh giản biên chế trong giai đoạn 2016-2020 đã tiết kiệm ngân sách nhà nước trên 7,6 tỷ đồng. Giảm cấp kinh phí ngân sách do thực hiện sắp xếp bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập trên 1,6 tỷ đồng và giảm số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tương ứng giảm trên 46 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn giám sát đã tham gia trao đổi góp ý đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của Sở Tài chính với vai trò là cơ quan quản lý thu chi ngân sách nhà nước toàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, trưởng đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ buổi giám sát. Sở Tài chính cần bổ sung, đánh giá thêm nội dung trao đổi, đóng góp ý kiến của các thành viên trong đoàn. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kiến thức của đội ngũ cán bộ làm tài chính các cấp trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhân rộng mô hình cách làm hay và chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo triển khai các văn bản liên quan. Vừa qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức dâng hương tại khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu và nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị, học tập và noi theo tấm gương đồng chí Lê Văn Lương, đồng chí Tô Hiệu do tỉnh đoàn phát động nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022, 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương 28 tháng 3 năm 1912, 28 tháng 3 năm 2022. Trước anh linh hai nhà cách mạng kiệt xuất thế hệ trẻ Hưng Yên, nguyện đoàn kết một lòng tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang của các thế hệ cha anh, lãnh đạo và triển khai có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung, triển khai hiệu quả các hoạt động tháng thanh niên và các hoạt động trọng tâm năm 2022 nói riêng, không ngừng phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, góp sức trẻ vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Tại khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu, tỉnh đoàn đã tổ chức trao thẻ đoàn gắn huy hiệu đoàn cho 10 đoàn viên ưu tú của xã Nghĩa Trụ mới được kết nạp. Là một chiến sĩ cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng, đã chọn đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc, đồng chí Tô Hiệu đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về nhân cách và tinh thần đối với các thế hệ hôm nay. Sự đổi thay trên mỗi con đường, góc phố và những địa danh của Sơn La mang tên Tô Hiệu đã là minh chứng cho quá trình học tập và noi gương người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Và Sơn La sẽ mãi tri ân người con trung hiếu đã hy sinh cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Sáng mãi tinh thần tô hiệu không chỉ trên quê hương nghĩa trụ Văn Giang Hưng Yên, mà có lẽ những điều này còn được nhắc nhiều hơn nữa bởi tên người chiến sĩ ấy đã trở thành tên của thành phố, của trường học, nông trường, đường phố, thôn xã ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Cả nước tính đến thời điểm này có tất cả 20 đường phố tại 19 thành phố thị xã được mang tên đồng chí tô hiệu. Thành phố Hải Phòng từng được gọi là Thành Tô, tức Thành Tô Hiệu. 9 địa phương đơn vị hành chính, 30 trường học mang tên tô hiệu. Chương trình học bổng tô hiệu được triển khai tại Hưng Yên, Sơn La và Hải Phòng. Là một học sinh của ngôi trường mang tên người anh hùng tô hiệu, chúng em cảm thấy tự hào, chúng em cần phải học tập tốt hơn, cố gắng trau dồi tri thức, hoàn thiện bản thân mình để từ đó có thể lan tỏa thật mạnh mẽ tinh thần tô hiệu đến mọi người. Đến thăm nhà tù Sơn La, nơi gắn liền với hoạt động đấu tranh cách mạng kiên cường của đồng chí tô hiệu, một người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Trong suốt những năm tháng bị giam cầm tại đây, tuy điều kiện hà khắc rồi lại bị bệnh tật hành hạ, nhưng đồng chí Tô Hiệu đã cùng với các anh em đồng chí khác biến nhà tù của đế quốc trở thành trường học cách mạng. Và ở nơi đây vẫn còn cây đào Tô Hiệu quanh năm xanh tốt, những biểu tượng cho tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường bất khuất. Cái biểu tượng của cây đào vừa đó thì không chỉ là đã được ghi vào sử sách và nó còn đi vào cái thơ ca, đi vào cái tác phẩm về nghệ thuật nữa. Mỗi một mùa xuân đến thì cái biểu tượng của hoa đào cũng như là khi liên tưởng tới cây đào của nhà cách mạng tô hiệu thì mọi người vẫn nghĩ đấy chính là biểu tượng sức sống của cách mạng, đấy chính là biểu tượng của tư tưởng, của lý trí vươn lên của cả một dân tộc. Và khi mà còn mùa xuân, còn cây đào, còn muôn hoa đua nở thì lúc đó chúng ta vẫn còn một cái sự vươn lên, hy vọng vào một cái tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, tấm gương tinh thần tô hiệu là tài sản vô giá trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tấm gương tinh thần tô hiệu không chỉ thể hiện ở lòng yêu nước nồng nàn, ở phẩm chất đạo đức cách mạng, mà ở đó còn là tinh thần lạc quan cách mạng. Và sắc hoa đào vẫn thắm giữa tiết trời giá lạnh. Cái hạt non anh trồng nở mùa đào cộng sản, nụ hoa trúng chín hồng, khoảng trời bừng nắng rạng. Thưa quý vị và các bạn, chiến sự đang xảy ra tại Ukraine khiến nhiều người dân, trong đó có người Việt Nam nói chung và người dân Hưng Yên ở Ukraine nói riêng, đang bị ảnh hưởng lớn. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 700 người đang sinh sống làm việc tại Ukraine. Trước tình hình chiến sự tại đây diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn vừa có công điện số 429 chỉ đạo các sở ngành chức năng liên quan thực hiện kịp thời ngay việc bảo hộ công dân và pháp nhân người Hưng Yên tại Ukraine. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho công an chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan tổng hợp tình hình người con Hưng Yên đang sinh sống công tác học tập làm việc tại Ukraine, chủ động tạo điều kiện thuận lợi nhất việc cấp phát giấy tờ xuất nhập cảnh cho những người con Hưng Yên và gia đình hồi hương, đồng thời tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh các trường hợp phát sinh liên quan đến công dân tại Ukraine để báo cáo Bộ Ngoại giao hỗ trợ theo quy định. Trong tình hình phức tạp hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cộng đồng và doanh nghiệp, các hội đoàn thể trong tỉnh phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực tự cường, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong hoạn nạn khó khăn, tham gia hỗ trợ đối với các gia đình, tổ chức, cá nhân, người con Hưng Yên tại Ukraine, góp phần chia sẻ, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại phát sinh. Được biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản số 431 đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ khẩn cấp 70 gia đình công dân Hưng Yên đang sống tại thành phố Kharkov, trung tâm của chiến sự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cũng đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và động viên cộng đồng người Hưng Yên tại Ukraine. Sáng nay, tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông tỉnh Hưng Yên năm học 2021-2022. Kỳ thi năm nay, tỉnh Hưng Yên có 72 học sinh dự thi ở 9 môn gồm toán học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và tin học. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức muộn hơn 2 tháng so với mọi năm. Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh có thêm phần nói, không thi thực hành ở các môn vật lý, hóa học và sinh học. Nội dung kiến thức nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên trung học phổ thông. Hội đồng coi thi gồm các cán bộ giáo viên của tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Nam Định và Thái Nguyên. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 3 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình số ca mắc COVID-19 mới những ngày gần đây tăng cao, không ít người dân đổ xô đi mua kit test nhanh để tích trữ, gây khan hiếm cục bộ mặt hàng này trên thị trường. Việc lạm dụng xét nghiệm hay xét nghiệm không đúng đối tượng chỉ định, không đúng hướng dẫn của ngành y tế, không chỉ gây tốn kém lãng phí mà còn có thể kéo theo những hệ lụy khác. Sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi những khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên về vấn đề này. Các cái trường hợp mà chúng ta cần phải tầm soát, thứ nhất là các cái ca tiếp xúc gần mà mình vẫn gọi là F1 đấy, và có ít nhất một trong các cái biểu hiện về đường hô hấp, ví dụ như là đau rát họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, rồi cảm giác mất hoặc là giảm cái vị giác, khứu giác và cảm giác ớn lạnh hay mệt mỏi thì nên tầm soát làm xét nghiệm. Thứ hai là các cái trường hợp mà có yếu tố dịch tễ và có hai trong ít nhất các cái triệu chứng mà như tôi vừa nêu trên, và các cái trường hợp mà trong cùng một không gian, trong cùng một phòng làm việc hoặc cùng một cái trên một cái chuyến xe hoặc là một cái không gian rất là hẹp mà trong đó có ca F0 thì cũng nên tầm soát. Theo hướng dẫn của cả Bộ Y tế và Bộ Giáo dục thì các trường hợp mà các cháu học sinh đi học ấy thì cũng không nhất thiết là bắt buộc phải làm xét nghiệm tầm soát. Thế ngoài ra thì những cái trường hợp mà người dân ấy hiện nay bây giờ là cái tỷ lệ mà mắc ở trong cộng đồng rất là nhiều, cho nên tâm lý người dân là hoang mang và mọi người cũng muốn là tự kiểm tra xem là mình có mắc hay không, thì cái này là cũng không cần thiết là phải làm xét nghiệm. Bởi vì nếu như mà không có yếu tố dịch tễ, không có cái triệu chứng về đường hô hấp, không tiếp xúc với cả các cái ca bệnh hay là mình gọi là không tiếp xúc với cả cái mầm bệnh ấy, thì cái khả năng lây nhiễm là cũng hầu như không có. Với một cái cơ thể khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì về đường hô hấp, không có các cái biểu hiện bất thường thì chúng ta cũng không cần phải tầm soát làm xét nghiệm. Khi mà chúng ta tâm lý, chúng ta đi mua nhiều các cái test kit làm cho cái thị trường test kit bị xáo trộn, và làm một số trường hợp đầu cơ tích trữ lại test kit đẩy giá thị trường lên, và chính người dân là cũng sẽ chịu ảnh hưởng ở những cái động thái như thế này. Chúng ta lạm dụng cái làm xét nghiệm ý, thì nó gây lên tình trạng lãng phí sinh phẩm và nó gây cái tâm lý chủ quan. Chúng ta tự làm xét nghiệm thì cũng có thể là có những cái tình trạng là cái kết quả nó không được chuẩn xác, thế thành ra là một trường hợp có thể là dương tính, nhưng khi chúng ta tự làm xét nghiệm mà không có hướng dẫn của cán bộ y tế, không có cán bộ y tế giám sát thì sẽ gây nên cái tình trạng âm tính giả. Khi trong gia đình xuất hiện người mắc COVID-19, nhiều người thường lo lắng và suy nghĩ cần chăm sóc bệnh nhân như thế nào nhằm không lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn cùng tham khảo kinh nghiệm của người đã từng chăm sóc cho bệnh nhân F0 và hướng dẫn của các y bác sĩ. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, song sau khi người nhà có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, anh Nguyễn Ngọc Quý, đường Bãi Sậy, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ y tế phường tuyên truyền hướng dẫn cách chăm sóc và điều trị F0 tại nhà, anh yên tâm thực hiện. Anh cho biết, ngoài bố trí cho bệnh nhân phòng ở, nhà vệ sinh riêng, anh đã trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, găng tay y tế, các vật dụng chỉ sử dụng một lần để sử dụng mỗi khi chăm sóc bệnh nhân, hạn chế nói chuyện, tiếp xúc trong quá trình cách ly chung với F0. Nhờ đó đến nay, F0 của gia đình đã khỏi bệnh và anh Quý cũng không bị lây nhiễm từ quá trình cách ly cùng. Đó là chia sẻ của người đã trải qua quá trình chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Để có thêm nhiều kiến thức hơn trong quá trình chăm sóc F0 tại nhà, hạn chế lây lan ra các thành viên khác, sau đây bác sĩ Trần Hữu Hùng, trưởng khoa y tế cộng đồng, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn. Phải có một cái phòng riêng, tốt nhất là phải có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, không nên sử dụng điều hòa trung tâm và cái cửa phòng không nên thổi gió ra không gian sống chung, phải thực hiện 5K. Kể cả người thì trong gia đình cũng như F0 phải luôn luôn đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc, và nếu khi tiếp xúc thì phải đứng cách xa tối thiểu là 2 mét. Đồ ăn, vệ sinh cá nhân thì đều phải là riêng biệt. Trong cái phòng của F0 ấy, thì chúng ta phải trang bị một cái thùng rác thải có lắp đậy và được mở bằng chân và được xử trí hàng ngày theo quy định của Bộ Y tế, phải rửa tay thường xuyên bằng nước sát khuẩn có cồn khoảng 60% trở lên trong vòng khoảng 15 giây. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Chương trình xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, những ngày qua sương mù dày đặc bao phủ nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, khiến người tham gia giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 3 đến 11 tháng 3, nhiều địa phương xuất hiện sương mù dày đặc, nhất là vào sáng sớm và ban đêm, khiến tầm nhìn thu hẹp chỉ còn từ 5 đến 10 mét, khiến người tham gia giao thông rất khó quan sát đường và các phương tiện cùng chiều, ngược chiều. Cùng với đó, sương mù cũng khiến cho mặt đường trở nên trơn trượt, chỉ cần một chút bất cẩn, tai nạn giao thông có thể xảy ra. Trước tình trạng trên, để đảm bảo an toàn, các phương tiện tham gia giao thông khi trong thời tiết sương mù đều phải bật đèn vàng, đèn chiếu sáng, do sương mù làm hạn chế tầm nhìn. Cần thận trọng quan sát, giảm tốc độ xuống dưới 30 km/h, đồng thời đi đúng phần đường, làn đường. Và đặc biệt là không cố vượt các xe khác nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn xảy ra, đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Liên Hợp Quốc vừa công bố số liệu thống kê cho thấy khoảng 1 triệu người đã chạy khỏi Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào nước này. Và đây là một cuộc di cư chưa từng có tiền lệ trong thế kỷ này vì tốc độ của nó. Số liệu từ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho thấy có tới hơn 2%, tương đương khoảng 1 triệu trong 44 triệu dân Ukraine đang phải rời bỏ nhà cửa tị nạn trong vòng chưa đầy một tuần. Cơ quan này dự báo khoảng 4 triệu người sẽ rời khỏi Ukraine và cảnh báo rằng thậm chí dự báo có thể được điều chỉnh tăng lên. Với tốc độ dòng người tị nạn từ Ukraine, nước này có thể trở thành nơi xuất phát của một cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất thế kỷ này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 2 tháng 3 cảnh báo cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine có thể khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh hơn nữa. WHO bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình khẩn cấp về nhân đạo tại Ukraine hiện nay. Nước này đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao trước thời điểm xảy ra xung đột. Xung đột xảy ra khiến tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 tại Ukraine sụt giảm, đồng nghĩa có thể không phát hiện được các chuỗi lây lan. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm phòng thấp cũng là một yếu tố làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm. Tổng giám đốc WHO đồng thời cảnh báo tình trạng thiếu oxy dự trữ sẽ ảnh hưởng tới khả năng điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 cũng như bệnh nhân mắc các căn bệnh khác. Ngoài ra, Tổng giám đốc WHO còn cảnh báo sự dịch chuyển của dòng người di cư Ukraine cũng góp phần làm lây lan COVID-19, đồng thời có nguy cơ gia tăng sức ép với hệ thống y tế ở các quốc gia láng giềng. Tình hình chiến sự tại Ukraine cũng đang tác động mạnh mẽ tới thị trường dầu mỏ trên thế giới. Tại phiên giao dịch sáng 3 tháng 3, giá dầu tiếp tục leo thang, vượt mốc 117 đô la Mỹ một thùng. Theo đó, vào lúc 9 giờ 15 phút sáng 3 tháng 3 tại thị trường châu Á, giá dầu Brent tiếp tục tăng 4,82 đô la Mỹ, tương đương 4,27%, lên mức 117,8 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng hơn 3%, lên mức 114,2 đô la Mỹ một thùng. Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh ngày 2 tháng 3 đã quyết định giữ ổn định sản lượng dầu, mặc dù giá dầu tăng đột biến gần đây. Trước đó, để hạ nhiệt giá dầu, các thành viên của cơ quan năng lượng quốc tế đã công bố kế hoạch giải phóng 60 triệu thùng dầu dự trữ, trong đó Mỹ giải phóng 30 triệu thùng. Tuy nhiên, kế hoạch này không ngăn nổi đà tăng của giá dầu. Gần 2 năm sau khi dịch bệnh COVID-19 dẫn đến đợt giãn cách xã hội lớn nhất thế giới ở Ấn Độ, học sinh nước này đã quay trở lại trường học bắt đầu từ ngày 2 tháng 3, đánh dấu sự trở lại của cuộc sống bình thường mới. Theo đó, từ ngày 2 tháng 3, các trường học ở Mumbai, thành phố lớn nhất của bang Maharashtra, quay về hoạt động như trước khi có dịch bệnh, khôi phục tất cả các hoạt động trong bối cảnh số ca mắc mới đang giảm. Tại bang Gujarat, các khu chợ đã hoạt động trở lại sau một thời gian dài đóng cửa. Tương tự, những khu vực khác trên khắp đất nước Ấn Độ cũng có dấu hiệu dần trở lại nhịp sống bình thường. Các đường phố đông đúc khi người dân trở lại làm việc, trong khi các rạp chiếu phim ghi nhận số lượng khách tăng vọt. Dữ liệu từ Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy, số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của Ấn Độ đã tăng dưới mức 10.000 người trong 3 ngày liên tiếp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 2 tháng 3 đã đưa ra những khuyến nghị khi sử dụng thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir của công ty dược phẩm Merck của Mỹ. Theo WHO, thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir của công ty Mỹ Merck nên được sử dụng cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ nhưng có nguy cơ nhập viện cao như người lớn tuổi hoặc là chưa tiêm vaccine. Trong khi đó, những bệnh nhân còn khỏe mạnh và trẻ, kể cả trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú bằng sữa mẹ, không nên được cho uống thuốc Monopiravir vì những tác hại tiềm tàng. Những khuyến nghị và khuyến cáo trên về Monopiravir được WHO đưa ra dựa trên các kết quả của 6 cuộc thử nghiệm liên quan với gần 4.800 bệnh nhân. Các cuộc thử nghiệm cho thấy Monopiravir làm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong. Tại Nigeria,
Có một bảo tàng với các tác phẩm trưng bày làm từ rác thải thu hút sự tham gia của ngày càng nhiều người dân Nigeria, những người đang sử dụng vật liệu phế thải để làm nghệ thuật và thời trang, nhằm làm nổi bật tác hại của rác thải đối với môi trường. Bảo tàng chất thải của Nigeria nằm ở thành phố Ibadan là bảo tàng đầu tiên thuộc loại hình này ở châu Phi. Những tác phẩm trưng bày ở đây đều được làm từ lốp xe, nhựa và vải đã qua sử dụng, vỏ chai rượu và vỏ ngô cùng các vật liệu khác. Tại Nigeria, quốc gia sản xuất dầu lớn nhất châu Phi với hơn 200 triệu dân, rác thải nhựa, đặc biệt ở dạng túi bỏ đi, bao bì thực phẩm và đồ uống, phổ biến ở khắp nơi, và việc vứt chúng bừa bãi là điều phổ biến. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.